Ok, hello xin chào mọi người. Mình là Kia, thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Prison Escape. Thì mình đã quay trở lại với nhà cầu đây. Nói chung là chỗ cái nhà cầu trong Roblox này là mình ra vô thường xuyên luôn. Nhưng mà hôm nay mình vô lại nhà cầu vì một cái lý do là mình khỏa thân vì môi trường. Mình đi khỏa thân ngoài đường nên là bị bắt vô trong. Lâu lâu Kia chơi dại ghê. Này còn gọi là biến thái. Và hey, nói chung là đã bị bắt vô đây rồi thì một lần nữa là mình sẽ phải trốn ngục một lần, mình sẽ trốn ngục một lần nữa. Nên là thôi mọi người đừng ai chơi dai giống mình nha. Mình lộn, đừng có chơi biến thái giống mình. Ô, có thể hỏi phá được tường luôn nè. Wow. Đồ. Kinh đất. Ô, ở gì thanh niên này tính làm đáp hả? Ô, đáp. Ô, hay quá. Đáp, ê hình như đáp sai rồi anh ấy ơi. Cái đầu cúi xuống nữa. Đúng rồi, làm cái cả đó, trời chuẩn, được á, được. Ok đi, nếu như bạn nào thấy thích video này á, đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình và comment ở phía dưới. Nếu bạn thấy cái game này nó có siêu hư cấu không nhá. Và bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình đi thôi. Let's go. Oh. Ủa? Sao mà dưới nhà cầu nó lại có cái gì ta? Trời, mình đứng được luôn nè. What? Hơi hư cấu nè. Cái chỗ này là cái gì á? Ôi vàng. Ồ, đây là vàng nung chảy hả? Chắc vàng dẻo á. Trời chắc cừ mấy cái con led đi ra chắc luôn, xiền luôn. Trời ơi, gặp ông này cái mỗi lần gặp ông này cái là ổng chơi đáp liền à. Thiệt trên. Ồ, à cái này cái mỗi lần mình lưu checkpoint là nó sẽ có những cái báo hiệu cho mình biết là mình đã lưu, chứ còn không chứ còn như những cái OP khác mình lưu hay không mình không biết luôn. Giống như cái trò gì mới vừa hôm trước chơi xong á. Ê, nghĩ sao vậy? Không có lưu chất, không có mình lưu chất bom mà không biết là mình đã lưu hay không nữa. Làm bỏ qua mấy cái chê mấy cây cuối cùng. À, hồn xin mấy. Mấy nữa là mấy nữa là trượt chân té rồi, té SML rồi. Thiệt kinh. Ủa giờ đi hướng nào? Ồ. Oh, đi hướng này hả? Úi giời ơi, easy thôi mà. Chuyện gì chứ, chuyện này easy thôi mà. Ok, quá được rồi. Không biết là tổng cộng có bao nhiêu sờ cây nữa. Hình như à quên, để mình coi thử. À, hơn 20, khoảng 20, 21 stay gì đó. Wow. Ồ. Oh. Nãy giờ đi mãi mà chưa thoát ra được khỏi cái tầng hầm này hả trời. Ok, và cuối cùng cũng chưa thoát ra được luôn. What the hell? Gì mà dài dữ vậy? Ôi ôi, kinh thật. Công nhận đứa nào mà đào ra được cái đường hầm này cũng hay á. Lại. Ồ, oh, sử dụng TNT để phá hủy cái bức tường. Áo, chạy. Đùng, rồi, lẹ, đi luôn. Ok, và sau khi mình đã qua được khỏi cái hầm kia và cuối cùng mình đã tới được cái ống cống rồi. Wow, một ống cống đầy chất thải axit. Cái đầy axit của axit. Axit ở đâu đây nhỉ? Oh, có cái giấy collect nữa cơ. Wow. Rồi, tội nghiệp thanh niên đó. Xin lỗi nha, có gì lỡ trong quá trình anh ấy có nhảy lỡ kẹt gạt chân có chết thôi đừng. Ủa, đi lộn được. Úi giời ơi, thiệt tình chứ. Đáng lẽ nó phải chỉ bên trái cho làm tự nhiên bắt mình đi ngược lại. Mất thời gian thôi. No, trời. Rồi, no. Rồi, xin lỗi luôn. Chơi gì? Tôi lỡ chơi dai thôi chứ không có gì hết nha. Ai kêu nhảy theo cô Huyền Chi, thiệt tình chứ. Tôi đâu có muốn đâu, khổ quá mà. Trời ơi, bây giờ gặp thêm cái này nó đổ nữa chứ, thiệt. Trời ơi, còn nghiệp. Ồ, thì lấy được cái chìa khóa luôn nè. Wow, chìa khóa bự bằng con người luôn. What? Chìa khóa gì mà kinh khủng vậy không biết nữa. Ok, và bây giờ là mình sẽ đi tiếp qua bên này. Wow, cố lên. Yes. Quá được rồi, hay quá. Thôi ơi, cũng may là mình lấy được cái key á. Chứ mà mình mà không lấy cái key là nãy giờ mình đi qua bên đây xong mình phải đi ngược lại. Ôi ơi, công nhận. Lại luôn á. Quá. Mình đã vô được bên trong cái ống thông gió rồi. Bây giờ là mình sẽ đi tiếp. Wow, laser hả? What? No. Ôi khó nhìn thế không biết nữa. Ôi còn không là đừng lắc nha trời, thiệt luôn á. Mình biết là đang đứt cấp quan thôi chứ đừng có lắc nha, khổ. Hãy tìm cái bích cần để chạy.
chạy thành nó chung là ai mà tìm cái bất cần đó là trên kia nó có cái đi đi theo con thang lên kia là có cái nút đó, chỉ cần đụng vô cái nút đó là được rồi, không cần thiết phải đi qua bên đây đâu. Ủa sao thanh niên này còn cái gì giữ chìa khóa hay vậy? Vãi thật, còn giữ chìa khóa luôn mới ghê chứ. Hình như đây là cái chỗ mà hồi nãy mình đã trời ơi, nãy giờ hóa ra đi được một vòng để mình thoát ra được khỏi cái chỗ này thôi đó. Rồi đi đúng 10 cây để mà thoát từ bên đó ra bên này. Thiệt tình, ở đây mà có gì uống được không ta? Khát nước quá rồi, nãy giờ leo trèo mệt quá. Ok và nó có cái bẫy nè, ở đây nó có vá lên đi, cứ từ từ mà nhảy thì cần chi mà nhảy chi sớm vậy. What? Hình như ở dưới kia nó có cái gì cơ. Hình như cái chỗ hồi nãy của mình, ủa đâu phải. Ý khi mà hiểu rồi, mình xuống dưới đây có khả năng mình sẽ không chết, mà mình xuống dưới đây là mình sẽ đi qua được cái chỗ này và mình sẽ đi leo lên trên kia và mình sẽ đi xuống dưới kia một lần nữa. Nói chung là nó hơi mắc công một tí. Wow, bây giờ là mình tới cái chỗ canh. Trời, nó còn nguyên một cái đường vàng vàng ở chỗ này không thấy luôn á, thiệt tình. Nó có cái mai nữa kìa. Ok, mém chết. Nó có cái mai rồi, nó trời, thanh niên nào vậy? Thằng nào? Đâu không, thanh niên đập trúng cái mai mà. What the hell? Nhỏ này đập trúng cái mai là mình chết. Vãi đạn rồi. Thôi để cho thanh niên đó đi chứ, thì mình mất công bị bóp lắm. Mình sợ bị bóp lắm. Ok, qua được rồi. Thôi đừng bóp nữa nha gái. Thiệt tình. Qua luôn. Ok. Yes, qua được rồi. Hay quá. Trời ơi, tôi lầy luôn á. Sao tự nhiên tôi chết ngay chỗ đó kỳ cục thật. Ôi. Nãy giờ đi quên để ý cái camera. Nãy giờ không biết nó soi hết trơn, nó soi nó thấy mình đang làm gì không nè. Wow. Hình như là nãy giờ không sao, nãy giờ là có lũ checkpoint rồi nên không có sợ. Ok. No. Ui giời ơi, mém chết. Ôi, hên quá, hên cực kỳ luôn. Ủa, vậy đi hướng này hay đi hướng này? Vậy là chắc chắn đi hướng này rồi. Hãy đi lên trên lầu để lấy cái rocket hager là cái gì nhỉ? Để mình đi coi thử. Ok, đây là một phút cho fan nào. Fan lần này là của bạn Minh Ngọc, bạn đã vẽ cho mình nhân vật kia version nữ, version hot girl luôn. Và wow, mình không nghĩ khi mà mình chuyển sang nữ là mình như thế này luôn á. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì bạn nào có fan nào cứ gửi cho phần kênh nhắn Facebook, mình sẽ lựa ra và cho lên video nha. Ok, bây giờ mình xoay lại game thôi. Wow. Ủa, vậy mình đi lên chứ đâu cần đi xuống đâu phải không? Oh, nó gài hàng kìa. What? Ủa, đậu phộng. Trời, thanh niên này đi ngang qua bên này vậy đúng rồi, là mình đứng lại mới ghê chứ. Có những cái game mà đó mình không thể nào mình tưởng tượng được. What the hell? Ôi súng ở đâu vậy? No, mấy thanh niên mấy anh cảnh sát chơi kỳ quá. Trời ơi, chơi bắn vậy sao đi? Bẹt. Ôi giời. Ủa vậy mình biết bắn mà nó không phải gọi là nó không có cái gì để mà mình ui giời. Ok, qua được rồi, hay quá. Ơi mấy anh cảnh sát chơi kỳ quá, chơi vậy là không có được rồi, chơi vậy là chơi với dế đi. Súng đâu mà ăn mà bắn hoài không biết nữa. Ủa, ra là thế. Ê, đi, đừng quay lại, té chưa. Ơ, what the hell? Ủa, tôi nhớ là tôi trốn tù chứ có đâu có làm gì đâu mà tôi lên vũ trụ chi, trời, đi trốn tù mà chứ phải đi làm gì đâu mà lên vũ trụ chi vậy. Đó, thiệt tình luôn á, chỉ là trốn tù thôi mà. Oh man, trời, trốn tù mà bắt lên chui lên tàu vũ trụ kìa, trời ơi lạy. Trời ơi. Ok, và hành trình đi. Có một chỗ ngồi thanh niên này không lên được.
thật quá đời. Duy nhất chỉ có một, chỉ có cần người là ngồi lên được thôi chứ còn người khác không lên được. Hey, và cuối cùng mình cũng đã lên được trên cái vũ trụ rồi. Wow. Ôi, no, sao nhảy cao dữ vậy? Ôi, cao, cao vãi luôn ấy. Wow. Hình như có làm lỗ không ba? Cái gì mà cao dữ vậy? Ôi, nhảy gì mà nhảy cao dữ thần luôn ấy. Wow. What the hell? Really? Ôi, cao quá, cái gì cao quá cũng không tốt đâu. Oh no, cô chưa chết. No. Chắc tôi bay. Cái gì vậy? Rồi, xong rồi, cô chơi dai luôn rồi. Hey. Thiệt tình. Này là cao quá luôn á. Cao vừa thôi gì mà cao dữ vậy? Ok, bây giờ nhảy một phát qua luôn nè. À, công nhận chị nó nhảy cao vậy làm mình đi còn chậm cực kỳ nữa. Ủa cậu nhảy luôn hả? Ủa vãi hay vậy? Ok, và let's go. Nói chung ở đây là nó có cái mặt phẳng, mặt nghiêng này nên là mình sẽ đứng được. Đó, nó tự hứng. Nó hứng lên nó nhảy. Nó còn nhảy thêm một đợt nữa, tuyệt tình. Ok, bây giờ là không biết có nhảy qua được hết hay không đây. Hết không? No, không hết rồi, cười. Nhảy không qua hết đâu nên là cười là tính tiếp. Oh, wow, cái này là gì vậy? Ủa, trên mặt trăng nó có cái gì hả? Này, cái này mình có thể mình đoán được. Đây là mặt trăng nè. Ơ, ủa, what the? Trời, tự nhiên khi... Ủa, tự nhiên khi không chết vậy luôn hả? Thiệt tình luôn á. Vãi. Trời ơi, lại. Hey, có những cái chết rất là lãng xẹt. Ok, rồi. Hay quá, lên được rồi. Nói chung là Kia ra vô cầu như cơm bữa nên là mọi người đừng thắc mắc. Mỗi ngày Kia chọn một niềm vui đó là chơi dai một bữa, lâu lâu biến thái một bữa vậy. Ok, và cuối cùng mình cũng đã tới được cái chỗ này rồi. Để coi cái chỗ này là cái chỗ gì đây. Wow. Ủa? Ủa, mình vẫn còn nhảy cao được hả? Ủa, hết rồi. Mình tưởng là mình còn nhảy cao được nữa chứ. Để coi. Đây có vẻ như là chỗ... Ủa, đâu lộn chứ. Có vẻ như là chúng ta đã đến được cái nhà tù trên mặt trăng rồi. Cái cây lê bọt kia sẽ dẫn chúng ta tới... Boss gia là gì? Tới con tàu, sân tàu hay là cái gì á? Cũng chưa rõ lắm, nhưng mà thôi kệ, nói chung là cứ đi rồi tính tiếp. Ồ, là gia đi nhanh thế. No, trời ơi, nó chạy nhanh dễ sợ luôn. Ok, trời. Anh tuổi gì mà anh đuổi được tôi. Ok, và mình đã tới được cái sợt tay, mình đã tới được cái cổng teleport rồi. Để coi bây giờ nó sẽ teleport mình đi cái đâu đây. Wow, nghe tiếng nước chảy mới vãi chứ. Oh, tới rồi nè. Oh, mình tới được mặt đất rồi. Yes, hay rồi. Từ trên đó nó có nguyên cái cây lê bọt xuống như này luôn vậy. Nó hóa ra nó xây cái kia làm cái gì vậy không biết nữa. Thiệt luôn á. Hey, để coi thử nó gì đây. Có vẻ như chúng ta đã sử dụng mấy cái hộp này để nó trốn thoát ra khỏi chỗ này thôi. Ủa sao vẫn chưa gỡ được cái nón ra nữa hả trời. Xuống cái đây mà vẫn chưa gỡ được cái nón ra nữa. Thiệt tình. Mình có thể sử dụng được nhiều cái chỉ sử dụng mỗi lần chỉ lấy được có hai cái bộ. Mỗi lần chỉ lấy được có hai cái hộp à. Ok. Còn nữa kìa. Vậy là phải lấy thêm hai cái. Mỗi lần lấy là lấy mỗi lần đi hai cái nha. Một cái. Ủa tự lấy luôn hả? Ủa mình cử nó lấy, nó lấy nào nhanh thiệt đó chứ. Ok, và cuối cùng mình đã thoát ra được khỏi chỗ này chưa? Ủa trời ơi, chất quá thật. Cũng phải bấm cái nút này mình mới thoát ra được khỏi chỗ kia. Hey.
Rồi đó, mình mới vừa thấy cái con gì nó di chuyển ở ngoài kia kìa. Con cá chắc luôn. Ồ, thiệt luôn hả? Sao mà nhà tù gì đâu mà nó an ninh cao cấp như vậy trời. Nhà tù này bây giờ nó chơi, nó đuôi thêm mấy con cá quỷ nữa chứ. Oh no, mấy con cá quỷ. Bây giờ mình biết nó hướng nào đâu mà nhảy. Ôi trời ơi. Một cái nè. Ở đây có không? Ồ, ở đây không có con nào hết, quá luôn. Ok, qua luôn, yes. Qua được rồi, hay quá. Quá hay luôn. Và cuối cùng có vẻ như là mình đã thoát ra được khỏi cái nhà tù đó rồi. Thật là một cái nhà tù trốn thoát thêm một lần nữa. Nói chung là có vẻ như là nguyên một cái series mà vượt ngục của mình nó cũng đã nó cũng đã nhiều rồi đó. Hình như trên này là nó có cái badge hay là cái gì, cái huy chương hay là cái gì nè. Đó, cái badge nè, badge over nè. Và cuối cùng mình cũng đã thoát được khỏi cái nhà tù đó rồi. Để coi trong lần sau mình sẽ chơi dai cái gì đây để vô nhà tù thêm lần nữa nè. Đó, nói chung là nói chung là mình sẽ dừng video này ở đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này đừng quên bao like cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye.